Hôm nay là ngày rằm tháng 7, là ngày vía lớn nhất trong năm. Lẽ ra là hôm nay là ngày rằm là mình đi đến chùa, mình cúng Vu Lan ở chùa. Nhưng mà hồi hôm nay mình đã sám hối và đã gặp sư phụ rồi. Mình có để lại cúng dường một ít tịnh tài cho sư phụ trang trải. Hôm nay mình ở nhà thay vì mình cúng chè, nhưng mà 17 này là cúng bà nội rồi, thì mình làm vài món chay chay. Mình cúng bà nội luôn, sẵn đây mời ba vú, nội ngoại, ông bà, cha mẹ, anh chị em về đây chứng kiến cho con. Con làm rất là đơn giản, con không có dám mà nói cái mâm cơm này là mâm cơm hiếu thảo đâu. Có cúng là con ăn lòng rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa là đám giỗ bà nội thôi. Bà nội là 17 tháng 7, ông nội là 12 tháng 9. Ông nội bà nội để lại ruộng cho con, nhưng mà con không có được hưởng. Thì thôi con cũng vui vẻ, ông nội bà nội về đây chứng kiến cho con, cho gia đình nhỏ, gia đình lớn, bên Việt Nam, bên Mỹ đều khỏe mạnh hết, đều vui vẻ, khỏe mạnh hết, con cháu bình yên hết, đứa nào cũng vậy. Đây là cái bàn thờ ông bà của mình. Đó, chỉ đơn giản vậy đó, một dĩa táo, một dĩa trái cây thôi. Còn bên đây là Phật Quan Âm nha. Đó, các bạn thấy không? Nhà mình rất là đơn giản, không cầu kỳ. Bởi vì mình sống một cuộc sống đơn giản quen rồi các bạn. Ông bà, cha mẹ về đây chứng kiến cho con và gia hộ cho mọi con cháu của mình đều an lành, mạnh khỏe hết, đừng có gì xảy ra hết, đều vui vẻ, cởi mở, đoàn kết, thương yêu lẫn nhau. Hôm nay là mọi người đều cúng chè đơn giản, nhưng mà thôi con làm một mâm cơm, mà mâm cơm chay thì cái mâm cơm này cũng là quá là đơn giản rồi. Ba vú nội ngoại về đây chứng minh cho con, phù hộ cho gia đình nhỏ, gia đình lớn, gia đình bên Việt Nam, gia đình bên Mỹ đều được bình yên hết, những con cháu đều vui vẻ hết. Đây là cái mâm cơm mà cúng những cái vong linh bất phượng, con mời về đây, tụi về đây đặng ăn, đặng thiên long thần hộ pháp, thiên thần thổ địa đó, về đây hưởng để mà cho gia đình, phù hộ cho gia đình con vui vẻ. Con làm rất là đơn giản các bạn. Đó, trước cái tivi. Thì có thế thôi các bạn ha. Chào các bạn nha.